Xin chào, hôm nay mình sẽ hướng dẫn theo yêu cầu của bạn Quốc Khoa Nguyễn trên YouTube. Đó là mình sẽ hướng dẫn chiếc turnaround, twin led turnaround continue. Thì chiếc nó sẽ có dạng kiểu như sau. Tức là các bạn sẽ thực hiện twin led turnaround mà nó nhiều lần, nó quay nhiều lần quanh ngón cái. Mình xin chia sẻ kinh nghiệm tập. Đó là đầu tiên thì mình xin nói qua về viên led turnaround. Nó cũng giống như turnaround bình thường. Thay vì turnaround bình thường, các bạn sẽ dùng ngón mẹ gì đấy để đẩy bút trong thì còn viên led turnaround thì các bạn sẽ kẹp bút vào giữa ngón cái và ngón trỏ, thì các bạn đẩy. Đẩy thì bút nó sẽ vòng ngón cái y hệt như là turnaround bình thường. Để lên X, đó là kiểu mà lên số vòng quanh ngón cái, thì các bạn hất tay tựa như là Titanic Multiple Burst. Burst thì nó cũng hất tay như thế này, còn phiên lấy turnaround thì nó cũng hất tay tựa như thế. Có người thì gọi phiên lấy turnaround continue là Thumb Burst, kiểu burst ngón cái này nọ. Kiểu về việc hất tay á, thì các bạn phải dựa vào cảm giác. Tức kiểu là bút nó qua đến đây rồi nè, nó kiểu gần fail rồi, gần bay mẹ ra, thì các bạn sẽ hất tay. Bút nó đến đây thì các bạn đẩy tay, đẩy tới thì bút nó sẽ có chớn, kiểu nó vòng thêm một vòng nữa. Thì khi mà quen cảm giác rồi thì các bạn cứ lên ít đều, giống như tựa như boss. Nói chung là tập pen spinning chủ yếu là các bạn phải biết bút nó đang làm cái vẹo trên cái tay của các bạn. Thì nó đến đây thì các bạn sẽ đẩy tay hất. Hất qua. Lên X3, X4 cũng thế. Cứ hất tay. Hất tay thế này. Chung đây cũng là một chiếc khó. Đa phần chiếc mà continue thường là nó khó hơn chiếc bình thường. Khó kiểu lên ít cao thì tập nó rất là mất thời gian. Mình tập Titanic Multiple Burst mình lên được X2, X3, X4 rồi mình mất gần như cả năm. Nói chung là chơi pen spinning thì các bạn phải kiên trì. Sau đây là ghép turnaround continue vào combo. Mình cũng xin lỗi luôn là mình phát âm tiếng Anh như nồi. Chung là để mà ghép vào combo thì các bạn cũng không cần phải lên ít bá đạo kiểu thằng MKFT bên Taiwan, khoảng ít 3 4 là đủ. Cảm ơn đã xem video.